Ok, theo đề nghị của anh em thì nhảy một ghế. Hôm nay mình nhảy một ghế cho mình 5 phút thì xem sẽ được bao nhiêu cái. Đếm tiếng Anh cho anh Hà ha, 1 tới 10 thôi, đếm qua 30 là đếm nổi. Mấy anh em đề nghị nên vừa tập vừa đếm để mọi người dễ theo dõi. Tập vừa thở vừa đếm luôn, tập hơi thở luôn. Rồi nha, vô. Hai
3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 chèm mắt vào cái mà cho bóng vào cái